Kiên chợ quê chào cả nhà nha. Hôm nay em đi vô nhà anh ba chơi. Có gì anh ba có làm món gì em quay lại cho cả nhà xem nha. Giờ đang đi vô nhà anh ba nè. Đó. Gần tới nhà đó cả nhà. Rồi vô nhà có gì quay lại cho cả nhà xem nha. Rồi mời cả nhà đi nha. Quay lại cho cả nhà xem nè, cả nhà thấy mê không cả nhà? Quá ngon luôn, nướng nãy giờ cũng hơi lâu nha cả nhà, chín rồi đó. Em vô hơi trễ, ba anh làm nãy giờ á, trước có lùm bông giấy nè, bông giấy rồi có ớt nữa nè, ớt này ớt hiểm nữa cả nhà. Lên sao đuôi đọt, nó đung đọt là nó rụng trái trơn, rụng bông trơn là không có trái. Quay cho cả nhà xem này, ớt hiểm nè, đây có dùm lùm bông giấy nè cả nhà, đẹp ghê. Cây ớt mà nó cao khỏi cái bàn hiên luôn nè cả nhà, đó ớt mà nó cao múc lên tới đọt luôn đó, thấy không cả nhà? Đó, đó anh ba giờ anh chở nè cả nhà, dính, nó hơi dính. Anh ba có cho nó miếng dầu không? Đúng vậy. Sợ nó cháy đâu dám cho. Miếng dầu nó đỡ dính cái dĩ chưa? Ngon ha, quá ngon luôn cả nhà ơi. À, nám nám rồi không? Dạ. Ăn cho thêm mê ha. Là hay nó vàng không? Quá vàng luôn. Quá ngon luôn cả nhà. Này là thịt dê nha cả nhà. Này dê ốp muối xả nướng, nãy em vô hơi trễ. Dê này ở Phan Rang, Ninh Thuận nha cả nhà. Quá trời ngon luôn. Đó, đây có rau khơm nè cả nhà, dưa chuột nè. Giờ anh ba anh lặt rau á. Đó. Rau từ rối hay không cả nhà? Rau khơm á. À, ngon ghê cả nhà đó, giờ chuẩn bị chín rồi nha cả nhà. Quá hấp dẫn luôn. Đây, chuẩn bị chín rồi đó. Đây có tô muối xả ngon ghê cả nhà. Này dê ăn với muối xả này nha cả nhà. Dê chấm với muối xả. Với rau sống. Lấy cái dao luôn em. Rau sống, đây dê này cả nhà. Đó. Dê nướng nha cả nhà. Dê nướng. Chấm muối xả. Với rau sống, dưa chuột, dưa leo. Cả nhà thấy hấp dẫn không cả nhà? Quá hấp dẫn luôn ha cả nhà. À, cái này mà làm một vài ly rai rai nữa là quá ok luôn ha cả nhà. Làm một vài ly rai rai nữa là quá ok luôn á. Quá ngon luôn. Bữa nay món hành sọn ngon ghê, quá ngon luôn. Nhà thấy hấp dẫn không? Nóng. Ba làm miếng nóng rồi. Muốn to chứ sao cắn nổ. Quá ngon, đây có tô mực nè cả nhà. Mực hấp. Rau sống, dưa chuột. Chấm nước tương.
đây là dê nướng chấm muối xả, đây là tô muối xả nè cả nhà, ngon ghê, quá ngon rồi. Đây là dê nướng nướng riết nó cháy, quá ngon luôn cả nhà. Đây chén nước tương mực chấm tương, cả nhà thấy ngon ghê. Nhà thấy hình soạn không cả nhà, mời cả nhà dùng với anh em tụi em nha. Tụi em sáng đi chợ có làm mua miếng dê, mua ký dê với chúng ta ký mực đó cả nhà, gì hấp rồi cái này nướng, cái này hấp những rau sống, nước tương dê thì chấm với muối xả, nhà hơi muối xả hấp dẫn không. Giờ mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng với anh em tụi em nha. Rồi gấp lên miếng tép muối xả vô, mời cả nhà các anh ba. Rồi mời cả nhà làm với anh em, mời cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy ngon đó, trộn nước xả về ăn là hấp dẫn luôn á cả nhà, quá ngon luôn, quá trời ngon luôn cả nhà, mời cả nhà nha. Clip của em đến đây xin kết thúc clip nha cả nhà. Cả nhà thấy có hấp dẫn cả nhà cho xin like với đăng ký nha cả nhà, và chia sẻ nha cả nhà. Chào cả nhà nha, bye bye nha.